Xin chào tất cả các bạn, mình đến từ kênh Giống Cỏ Giá Rẻ. Trong video này là mình xin phép là quay lại cho tất cả các bạn xem về các loại giống cỏ voi và so sánh các ưu điểm, đặc điểm và năng suất của nó như thế nào, để cho các bạn nắm rõ kiến thức về các loại cỏ voi nhé. Như các bạn đang thấy ở đây là bên mình trồng ở đây là 6 loại giống cỏ voi. Cỏ voi là nó có nhiều dòng nhé các bạn. Ví dụ như các bạn đang thấy ở đây là cỏ voi tím này, rồi cỏ voi xanh Thái Lan này, đến đây là cỏ voi xanh Đài Loan này, và cỏ VA06. Tiếp theo nữa là cỏ voi lai kê. Đây là cỏ voi lai kê mà bên mình đang còn trồng thử nghiệm đấy các bạn này. Cái này thì chưa bán ra thị trường đâu, nhưng mà bên mình đang trồng thử nghiệm. Và có cỏ voi lùn. Đây là luống cỏ voi lùn nhé các bạn, luống cỏ voi lùn mà bên mình trồng thực tế. Và bên trên này là các loại mẫu giống cỏ mà trồng bằng hạt, ví dụ như là cỏ Ruji, cỏ Mulatto, rồi cỏ Patalum, cỏ Mombasa và cỏ TD58, và một số giống ngô bên mình đã còn nghiên cứu ở đây nữa. Đầu tiên là mình xin giới thiệu đến tất cả các bạn là các loại giống cỏ mà đạt năng suất cao nhất và sắp xếp từ cao xuống đến thấp nha các bạn. Đầu tiên loại năng suất cao nhất trong tất cả các loại giống cỏ thì cỏ voi xanh Thái Lan. Như các bạn đang thấy đây là cỏ voi xanh Thái Lan này. Loại cỏ này là đạt năng suất cao nhất, nó phát triển nhanh. Loại này từ lúc trồng đến lúc thu hoạch là khoảng 2 đến 3 tháng, tùy theo thời tiết và tùy theo tính chất đất. Nó phát triển và nó sinh nhánh nhiều. Đây là bên mình trồng, mới trồng thôi, là lứa đầu tiên nhất. Cái cỏ này lá của nó lớn, ưu điểm của nó là lá lớn. Nó gần bằng 3 ngón tay của mình cơ. Các bạn xem đây, bằng 3 ngón tay của mình. Loại này là năng suất đạt cao nhất. Ưu điểm của nó là năng suất cao, phát triển nhanh. Và nhược điểm của nó thì nó còn có lông nhé các bạn. Các bạn xem chi tiết ở đây là nó còn có lông này. Đấy. Nhược điểm của nó là còn có lông. Nhưng mà loài cỏ này, một số kênh người ta bảo là không còn lông, tại vì là nó không còn lông là tại vì là như tháng 7, tháng 8 trời mưa nhiều là nó bị xối. Nước mưa nó xối thì nó sẽ bị trùi hết cái lông. Thì người ta bảo là nó không còn lông là đúng, nhưng mà thực sự là nó có lông nha các bạn. Đây là loài giống cỏ đạt năng suất cao nhất, cỏ voi xanh Thái Lan. Đến loại thứ hai là VA06. VA06 là ở dưới này. VA06 với cỏ voi xanh Thái Lan là không khác nhau gì nhiều, chỉ khác nhau về năng suất thôi. Nói chung là các bạn đang thấy đây, lá của nó cũng giống nhau, là cái này lá nhỏ hơn một xíu thôi. Bạn xem đây là nhỏ hơn một xíu thôi, nó không chênh lệch nhau nhiều. Nếu mà đây là lông của nó, cây của nó vẫn còn lông. Đây. Nếu mà các bạn nào mà chăn nuôi các loại đẩy gia súc lớn ấy, thì các bạn nên chọn thứ nhất là cỏ voi xanh Thái Lan hoặc là cỏ VA06 là trồng để lấy được năng suất đạt cao nhất. Tại vì mấy loại cỏ, hai dòng này ấy, thì năng suất của nó đạt cao nhất. Thì khi mình trồng thì mình thu hoạch thì vật nuôi mình sẽ cung cấp đầy đủ thức ăn xanh cho nó. Và đến loại thứ ba là cỏ voi xanh không lông. Cỏ voi xanh không lông nó, các bạn xem kỹ nha, đây là cỏ voi xanh không lông. Đây là cỏ voi xanh Thái Lan. Cỏ voi xanh Thái Lan và cỏ VA06 thì nó khó phân biệt một chút. Thì các bạn nhìn mắt thường thì khó phân biệt, chỉ có như mình quen thì mình mới phân biệt được tốt. Còn cỏ voi xanh Thái Lan hoặc là cỏ VA06 so sánh với cỏ voi xanh Đài Loan thì nó dễ hơn. Tại vì các bạn nhìn vào cái cỏ, đây là cỏ voi xanh không lông này, thì các bạn đầu tiên là các bạn phân biệt nó là có nhiều phấn màu trắng. Cỏ voi xanh không lông là có nhiều phấn màu trắng, và hai mép lá của nó, hai mép rìa lá của nó có lông nhỏ nhỏ. Nhưng mà cỏ voi xanh Thái Lan này không có. Cỏ voi xanh Thái Lan thì
thân của nó là màu xanh. Màu xanh nó đậm hơn. Và bể lá của nó không 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 có lông. Không có mầm lông ở hai mép rìa lá. Đấy. Và nó là màu xanh. Màu xanh và có lông. Có lông ở bể lá. Các bạn sờ như thế này này, sờ bên bể lá này, các bạn vuốt. Vuốt thế này mà cảm thấy có lông ấy. Chính là cỏ voi xanh Thái Lan hoặc là cỏ VA06. Còn cỏ voi xanh không lông ấy thì các bạn sờ thế này thì nó không có lông đâu. Ở cái bể lá này là không có lông. Nó chỉ có lông ở mép hai rìa lá này. Và nó có nhiều phấn màu trắng. Ưu điểm của giống cỏ này là nó non mềm hơn cỏ VA06 và cỏ voi xanh Thái Lan. Nhưng mà nhược điểm của nó thì lá của nó bé hơn. Lá của nó chỉ có bằng từng này thôi. Nên là năng suất của nó sẽ thấp hơn hai loại giống cỏ này. Và ưu điểm của nó thì nó non mềm và ngọt hơn, nhiều chất dinh dưỡng hơn. Nên là các loại vật nuôi nó rẻ, nó sẽ thích ăn hơn. Khi thu hoạch thì chúng ta sẽ không bị sót. Vật nuôi ăn sẽ không bị rắt miệng. So với hai loại giống cỏ trên thì các bạn nên cân đối, cân nhắc nên trồng loại cỏ nào cho hợp lý. Hoặc là các bạn có thể trồng nhiều loại cỏ để thay đổi khẩu phần thức ăn cho nó, để cho nó đỡ chán miệng. Loại này thì nó non mềm và nhiều chất dinh dưỡng hơn. Nó có phấn màu màu trắng nhiều. Các bạn thấy mình chùi đi là nó xanh ra thế này liền. Các loại cỏ voi xanh không lông này thì nó phù hợp với các đại gia súc cũng như là tiểu gia súc. Đại gia súc ví dụ như là trâu bò là các đại gia súc tiêu thụ thức ăn lớn. Và các tiểu gia súc ví dụ như là dê cừu hươu nai là mình trồng loại này thì nó hợp lý hơn. Tại vì nó không có lông và nó non mềm hơn. Nên là mình nuôi các tiểu gia súc thì mình nên trồng loại này thì nó tốt hơn so với là loại có lông bên này. Và cái nhược điểm của nó này, nhược điểm của nó, loài cỏ này thì vào mùa đông thì nó trổ hoa. Nên là mùa đông thì nó trổ hoa thì mình phải thu hoạch trước khi nó trổ hoa. Còn các loài cỏ này, cỏ voi xanh Thái Lan này thì nó không trổ hoa. Thì mùa đông thì vẫn cho là năng suất nó cao hơn cái cỏ voi xanh không lông này. Cỏ voi xanh không lông này là nó không có lông nhá. Các bạn xem chi tiết rõ ràng. Nhưng mà nếu mà các bạn nào trồng vào đất xấu hoặc là đất cằn cõi và mùa đông thì nó có lông nha các bạn. Các bạn lưu ý dùng mình cái là mùa đông là nó có hoa này và nó lạnh quá thì nó có lông này. Rồi là các bạn trồng vào nơi chỗ đất xấu thì nó có lông nha. Như mình trồng ở đất tốt đây thì không có lông nhá. Mình sẽ quay từ dưới gốc lên cho các bạn xem. Đây là gốc của nó. Đây. Lý do là lá của nó bé hơn nên là nó năng suất của nó thấp hơn thôi. Và cỏ này thì nói chung nó sinh bụi thì nó vẫn ít hơn cỏ VA06 và voi xanh Thái Lan. Nhưng mà ưu điểm của nó thì nó non mềm ngọt và nhiều chất dinh dưỡng hơn. Nên là các bạn cứ cân đối để trồng cho nó hợp lý. Ví dụ như các bạn trồng trên 1 hecta thì các bạn có thể ưu tiên cỏ VA06 và voi xanh Thái Lan nó nhiều hơn. Cỏ voi không lông thì nó ít hơn một chút. Nếu mà các bạn nuôi tiểu gia súc ấy thì các bạn trồng nhiều cỏ này với là một số các loại giống cỏ bằng hạt nữa. Mình đang giới thiệu đến các bạn là giống cỏ chăn nuôi thứ 3 trong dòng cỏ voi. Thứ nhất phát triển năng suất cao nhất là cỏ voi xanh Thái Lan. Thứ hai là cỏ VA06 và thứ ba là cỏ voi xanh không lông. Và thứ tư nữa là cỏ voi tím. Các bạn thấy ở đây cỏ voi tím thì nó rất đẹp. Nó rất đẹp và mình có thể trồng làm cảnh được. Nhưng mà tuy rằng cái giống cỏ này, thứ nhất là nó có ưu điểm, nó có độ ngọt của nó cao hơn, ngọt hơn và nó đẹp. Và nhược điểm của nó thì thực sự ra là mình thấy là nó nhiều lông hơn. Nhiều lông mà lông của nó là sót hơn, lông cứng. Và nếu mà các bạn trồng ở đất thiếu chất dinh dưỡng ấy thì nó cứng hơn.
so với các loài giống cỏ bên kia thì nó cứng hơn. Nên là mình nuôi các đại gia súc thôi, còn các tiểu gia súc thì mình nên xem xét lại. Cỏ voi tím. Tiếp theo nữa là cỏ voi lùn. Đây là giống cỏ voi lùn. Cỏ voi lùn này là bên mình trồng ở đây. Thì nói chung là nó, loài cỏ này thì nó non mềm và ngọt. Và nó cũng không có lông, nó giống như cỏ voi xanh Đài Loan không lông ấy. Cỏ voi lùn, người ta gọi là cỏ voi lùn Đài Loan hoặc là cỏ sữa Đài Loan. Thì nó không có lông, ưu điểm của nó là không có lông, non mềm ngọt. Nhưng mà thực sự năng suất của nó thì thấp hơn một chút. Thấp hơn so với các loại ba dòng cỏ voi kia. Năng suất thấp và thời gian sinh trưởng của nó dài hơn một chút. Nên là mình chỉ phù hợp với các tiểu gia súc thôi. Các đại gia súc thì nó tiêu tốn lượng thức ăn rất nhiều, nên là mình trồng thì mình không cung cấp đủ thức ăn cho nó. Đối với các tiểu gia súc, ví dụ như là dê, cừu, hươu, nai, lợn rừng, thì mình có thể là trồng loài cỏ này cho nó ăn tốt được. Tại vì nó ngọt và nó giòn, nên là các vật nuôi nó thích ăn. Tiếp theo nữa, đây là cỏ voi lai kê. Cỏ voi lai kê này là bên mình nhập khẩu về và trồng bằng hạt. Thì các bạn xem ở đây, nó chỉ có hơn 1 mét thôi là nó trổ hoa rồi. Thì mình cũng không biết chắc chắn đây nó có phải là cỏ voi không, hay là nó thuộc dòng cao lương. Và bên mình trồng thực tế ở đây thì nói chung như thế này thì không năng suất. Kể cả mình chăn nuôi đại gia súc với là tiểu gia súc cũng không là ok. Nên là cái này là bên mình trồng thử nghiệm thôi. Bên mình chưa có bán ra thị trường. Bên mình trồng thử nghiệm. So với đây là dòng cao lương này các bạn này. Cao lương đây là cỏ Sudan. Nhưng mà Sudan hạt của nó màu đen. Hạt của nó màu đen là hôm trước là mình có video giới thiệu các loại giống test giống cỏ ấy. Thì mình đã giới thiệu cho tất cả các bạn xem. Nhưng mà cái loại này thì bên mình cũng chưa bán ra thị trường. Mình cảm thấy là cái loại này ổn định hơn. Nuôi các tiểu gia súc thì cũng khá là ok. Nhưng mà dòng cỏ voi này thì bên mình mới trong thử nghiệm thôi. Và các loại dòng cỏ voi bên này này, dòng phát triển năng suất này này, các bạn xem nó chênh lệch nhau hoàn toàn luôn. Đây là cỏ voi lai kê. Đây là cỏ voi mà VA06. Và bên kia là cỏ voi xanh Thái Lan. Nó khác biệt nhau hoàn toàn luôn. Năng suất của nó chênh lệch nhau rất nhiều luôn. Nên là các bạn lưu ý nhá, mấy dòng này là không có hạt giống. Còn loại này có hạt giống mà mình trồng chả thấy ra gì hết. Nên là có thể là bên mình không bao giờ bên mình là tung ra thị trường. Cái này chỉ trồng thử nghiệm để cho nó biết. Cái nào đạt kết quả tốt thì bên mình mới phân phối. Như cái này thì cũng khá là ok rồi này. Nhưng mà bên mình vẫn chưa phân phối. Tại vì nó còn nghiên cứu thời gian sinh trưởng và tốc độ phát triển của nó như thế nào. Hợp lý thì mới là phân phối ra thị trường cho tất cả các bạn. Và áp dụng vào mô hình sản xuất. Sản xuất thì mới đạt được hiệu quả hơn. Cỏ voi. Ở một số, mình thấy là một số trang trên mạng ấy, thì người ta bán là hạt giống cỏ voi. Như mình tìm hiểu, mình bấm vào xem ấy, thì cuối cùng quay đi quần lại người ta lại bán dòng cao lương các bạn này. Giá chỉ có vài trăm nghìn một cân thôi. Nhưng mà không đúng cỏ voi đâu nha các bạn. Các loại giống cỏ voi đạt năng suất cao này thì nó không có hạt giống. Bắt buộc là mình phải trồng bằng thân của nó. Như cây mía. Thân của nó như thế này. Mình chặt ra từng khúc dài khoảng 30-35cm. Và mình trồng. Ở đây là mình trồng như cây mía luôn. Mình lấp đất giống như cây mía luôn nha các bạn. Mình sẽ làm video review và hướng dẫn cho tất cả mọi người trồng đúng kỹ thuật. Đây là một số loại cỏ mà bên mình trồng. Đây là cỏ Sudan Lai. Sudan Lai cắt rồi và tiếp tục nó tái sinh lứa thứ hai đây các bạn. Sudan Lai, các bạn muốn biết thông tin chi tiết thì các bạn có thể truy cập vào trang web là giongcoi.com.vn để xem thêm thông tin chi tiết. Đây là cỏ Ruji nha các bạn. Cỏ Ruji, cỏ Mulatto. Hôm sau mình sẽ làm video hướng dẫn và phân tích cho tất cả các bạn xem. Đây là cỏ Pat Blum. Đây là một số giống cỏ mà trồng để làm cảnh quan môi trường. Rồi đây là cỏ DD58, đây là cỏ Mombasa. Còn đây là cỏ Stylo.
Sờ tai lô là cắt rồi, nó tái sinh lên tiếp. Cắt rồi nhá. Các bạn xem dấu cắt đây này. Đây là dấu thu hoạch rồi này. Còn đây là chưa thu hoạch này. Cái này là mới trồng thôi. Bên mình trồng nhiều nhiều lần khác nhau. Đây là các loại giống ngô. Ngô sinh khối. Ngô sinh khối là mình trồng mục đích là lấy thân. Là ngô sinh khối khác với ngô thường là nó đạt năng suất, thân của nó cao nhất. Nên là mình trồng để thu hoạch thân, để lấy thân thì nên chọn ngô sinh khối thì năng suất nó sẽ đạt cao nhất. Đây là cỏ voi xanh Thái Lan các bạn này. Là cái này là như thế này là mình thu hoạch được rồi này. Thân của nó khá cao. Ở đây là nó tầm khoảng 3 mét. Đây là cỏ voi lùn các bạn này. Cỏ voi lùn này bên mình cũng chuẩn bị thu hoạch rồi. Vào mùng 10 tháng 10 bên mình sẽ thu hoạch bản giống. Đây. Các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về các loại giống cỏ ấy thì các bạn có thể là truy cập vào trang web này. giongcogiarẻ.com.vn. Hoặc là các bạn có thể bình luận dưới video này là sẽ có nhân viên bên mình là tư vấn cho tất cả các bạn nhé. Đây là vườn cỏ voi lùn. Trên kia là cỏ voi xanh Thái Lan. Bên mình đã còn trồng để nhân giống các bạn nhé. Và bên kia nữa, nói chung là bên mình trồng nhiều lắm. Và các bạn nào muốn mua giống thì các bạn có thể bình luận dưới video này, sẽ có người bên mình tư vấn cho tất cả các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số video sau nhé. Mình sẽ quay video và giới thiệu chi tiết, rồi là các ưu điểm đặc điểm của nó nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.